một chút về cái cảm xúc cá nhân trong và cả của cả đội mình trong cái phần thi ngày hôm nay. Thì có 3 phần thi mà mình cảm thấy ấn tượng nhất. Phần thi đầu tiên là phần thi mọi người chọn ra một vị thủ lĩnh, đưa ra một câu nói của cả đội. Và phần thi thứ hai mình cảm thấy tâm đắc, đó là phần thi một người ở trên nhảy và mọi người ở dưới nhảy theo. Và phần thi thứ ba mình cảm thấy tâm đắc, đó là phần thi chúng ta cùng cõng nhau, cùng với một cái tấm ván này mà chúng ta nhảy qua sông. Đối với phần thi đầu tiên thì nó cũng như việc một công ty được thành lập thì chúng ta phải có người đứng đầu là một người giám đốc để dẫn dắt của công ty, và đó là thay cho thủ lĩnh trong phần thi đấy. Và cái thứ hai nữa là phải đưa ra một cái chiến thuật hoặc cũng như một cái con đường mà định hướng của công ty là một cái câu slogan. Và phần thi thì, và tất cả chúng tôi đều đi theo cái định hướng đấy, đó là cách mở đầu một công ty. Và cái thứ hai nữa trong phần thi là các vị và các bạn thủ lĩnh ở, nhảy ở trên và mọi người nhảy ở dưới là một phần thi rất là quan trọng, cũng như vị thủ lĩnh. Và trong phần này có thể là chúng tôi thua nhưng trong lòng chúng tôi cảm thấy mình chiến thắng, bởi vì chúng tôi có thể không nhảy đều theo vị thủ lĩnh ở phía trên nhưng mà chúng tôi nhảy đúng như những gì vị thủ lĩnh yêu cầu, tức là họ làm như thế nào chúng tôi sẽ đi theo con đường mà người ta chỉ cho mình. Chúng tôi không nói về đội bên bạn mà chúng tôi chỉ nói về phía bên tôi. Đó là cái quan điểm của chúng tôi, là vị thủ lĩnh họ làm gì thì chúng tôi dù có những cái nó chưa được tốt như người ta mong muốn nhưng quyết tâm một lòng từ đầu đến cuối chúng tôi sẽ đi theo con đường mà giám đốc hay còn nói là vị thủ lĩnh họ sẽ đưa ra. Và phần thi thứ ba mà chúng tôi cảm thấy là tâm đắc, đó là phần thi cùng đi qua một cái con sông bằng một cái mảnh bằng một cái mảnh bạc đấy. Thì cái phần thi này nó thể hiện thứ nhất là về trí tuệ, thứ hai là về sức lực. Trong một công ty mà chúng ta phải có một sức khỏe tốt thì chúng ta mới có thể vượt qua được những cái mọi khó khăn và chúng ta mới có năng lượng tràn trề để sống và làm việc. Và cái thứ hai trong phần thi này thể hiện là tinh thần đồng đội và sự khéo léo. Đầu tiên thì bọn tôi thì rất là khó khăn trong cái việc cùng nhảy qua và tìm ra phương pháp để làm thế nào để có thể vượt qua sông một cách tốt nhất, và vẫn có những khó khăn vấp ngã, cũng như khi làm việc thì chúng tôi có những cái lúc mà chưa được thực sự tốt lắm như lúc ban đầu. Tuy nhiên sau khi một thời gian mà chúng tôi có kinh nghiệm thì chúng tôi đã lựa chọn cho mình cách để tốt nhất, ví dụ như là bạn nọ cõng bạn kia, và sau đó thì quay trở lại và chúng tôi tìm ra một cái phương án nào để mà chúng tôi có thể tất cả để đưa các bạn qua sông, cũng như việc chúng tôi đang tìm mọi cách để có được những cái hợp đồng tốt nhất. Đây là cái phần thi này nó thể hiện được cả sức khỏe và trí tuệ và sự khéo léo của mình. Nếu ví dụ ở công ty, ví dụ như mà bây giờ các công ty truyền thông đang có rất là nhiều, thế nếu mà chúng ta không có cái sức bật tốt về sức khỏe và không có sự khéo léo để làm mọi cách để có thể ký được hợp đồng thì chúng ta sẽ tụt lùi về phía sau. Chính vì vậy đây là phần thi mà chúng tôi cảm thấy là tâm đắc. Và cái phần thi mà trong cái chương trình ngày hôm nay thì qua các phần thi thì chúng tôi đúc rút được rằng là con đường chúng tôi sẽ đi là từ đầu đến cuối chúng tôi sẽ đi theo vị thủ lĩnh của mình.